nha, một kim pha vô, kim pha để lên vũ vô cái chỗ chị. Đó là thực thật là trong cái nồi vỏ tôi là tôi thấy là tôi cũng có tự hào trong đó. Đại sứ. Lời ngày hôm nay tôi lỡ nói là nói tôi hết, không? Chứ thực thật là thôi. Tôi thấy mấy ông tôi cộng nghiệp tuyệt quá. Ngày nào mấy ông trực tiếp anh em tôi. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cộng đồng mạng rồi nha. Chú lên YouTube nha. Rồi rồi. Quên lời chia sẻ. Chào mấy thầy. Sao ạ? Hả? Nhà chú Long không đi hả? Ba không đi hả? Không có đứng chung. Không có đứng chung. Cũng là hại cho chú chị. Bố chào cô. Đây là cô Kim Tha và Tiểu Liên Vũ đi thắp nhang cho mộ các nghệ sĩ lân cận nha cả nhà. Đây cả nhà, Tiểu Liên Vũ. Tiểu Liên Vũ. Chú Bảy và nghệ sĩ. Phía sau làng Phương
phương cho dù thì dù thì như cho dù cô tới nhà để mua bát đi bằng tám. Hôm nay chú kêu nhi kỳ chú bay tương linh đó em vô còn đang em vô của toàn năm tiểu linh là vợ của chú bảy tiểu linh lắm anh rồi với con trai là chú là hỗ trợ tiểu linh cũ chân thật vợ của chú bảy cô kim thoa đi đốt nha cho mộ các nghệ sĩ nha cả nhà. Nói đi cầm đốt. Em nghe nói gì đó, không hát là xì bánh xe gì không có dài nữa xì bánh xe Tiểu Linh Vũ nha cả nhà. Tiểu Linh Vũ. Quay trở lại mồ của cộng năm. À cả nhà. Đây. Cho Tử Vũ hát một bài trước mộ của Nam không? Đó rồi. Rồi hát đi, hát đi. Một bài tặng cho bà con đây Tử Vũ. Thấy bà con đây nhiệt tình ghê không? Hát Tử Vũ, hát hay không? Con
mà chú Tiểu Linh á, chú Bảy á. Con cò Bảy. Đó, cô Kim Tha đang ngồi bên cạnh nhà của em dâu về viếng chú Tiểu Linh. Em dâu á, em chồng. Anh chồng. Anh chồng, dạ. Anh chồng nói em dâu. Em dâu. Người nói em chồng. Hiện tại bây giờ đó. Em dâu. Em dâu chính xác rồi. Em dâu. Quá là xúc động tại mộ luôn. Không biết mà. Đây là, đây là cái hậu của chị. Sẽ được tiếp bước cô dùng ca hát của chị Tâm đó. Cháu ruột của cô Năm mà. Con cháu mà. Tối còn hay đi đi đạo nữa. Chị ra Trung Hoa hả? Ừ, đúng rồi. Đây nè, sao lên Linh Vũ cầu của chú qua chú Linh đó. Em ấy cái dù kèo lên xíu. Điểm mơ quý nè nó che không thấy mặt luôn.